Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, wow, hôm nay mình đi lấy xe ben, mình đi vô đây, mình đi lấy cát, đá, xi măng để xây dựng. Mà gặp các xe tăng này nó bắn mình rồi các bạn ơi. Wow, quá trời xe tăng luôn. Và cái xe tăng nó đang bắn mình. Có một chiếc xe tăng ở đây nè. Wow, có hai chiếc xe tăng bốc cháy rồi. Và các xe ô tô này đang đuổi theo mình. Cái bọn ăn cướp này ghê thật các bạn ơi. Nó muốn lấy cả cái xe của mình, đã không cho mình đi làm việc nào. Mình tung vô xe tăng của nó luôn, tung nó luôn. Ê, xe tăng nó bỏ chạy các bạn ơi. Wow, nó bỏ chạy ghê. Mình đuổi theo nó. Wow, nó bắn mình ghê quá các bạn ơi. Ui ui, nó bắn mình. Tung nó luôn. Lấy xe này tung nó luôn. Wow, nó đuổi theo mình kìa các bạn ơi. Tung vô hàng rào luôn. Đó, nó bị tung vô hàng rào rồi. Tung nó luôn. Wow, và nó bị bốc cháy rồi các bạn ơi. Thật đáng đời. Tại vì mình đi lấy cát đá xi măng, mình đi xây dựng sân bay mà nó dám tính ăn cướp cái xe này của mình các bạn ơi. Wow, và nó còn rất là nhiều xe ở đây luôn. Wow, nó có xe tăng màu xanh, màu đỏ và xe cứu hỏa nữa kìa các bạn ơi. Mình phải chạy qua đây thôi. Đó, xe tăng của nó bị bốc cháy hết rồi nè. Thôi bây giờ mình sẽ xuống mình lấy chiếc xe khác đi. Để mình tiêu diệt ăn cướp rồi hả, nó có máy bay ở trên đầu nữa kìa các bạn ơi. Để mình xuống xe nha. Mình đi lấy một chiếc xe tăng màu này, màu xanh này các bạn ơi. Đây nè, chiếc xe tăng của mình nè. Ui, mở ra. Rồi, leo xe, ui, nó bắn mình kìa. Ui, vô đi. Rồi các bạn ơi, mình đã leo được xe tăng rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiêu diệt ăn cướp trước, sau đó mình sẽ đi lấy bê tông xi măng nha. Và lấy cát đá để xây dựng nhà. Ôi, máy bay trực thăng trên đầu nữa nè các bạn ơi. Bắn nó. Wow, hụt rồi. Nó bay cao quá các bạn ơi. Bắn nó nè, bắn nó. Wow, nó bay nhanh quá. Rồi để mình đi ra đây đi. Hay mình đi vô đây mình tiêu diệt xe tăng của nó nữa kìa các bạn ơi. Wow, và đây có rất là nhiều xe luôn nè. Bắn nó nè. Wow, tung nó luôn, quay, bắn nó luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Nó không kịp bắn mình luôn. Nhưng mà máy bay ở trên đầu mình rất là nhiều nè. Đó, các bạn thấy máy bay trực thăng của nó chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi về, mình để mình lấy bê tông xi măng. Nó ăn cắp cái xe của mình các bạn ơi. Chết rồi, nó ăn cắp cái xe này của mình nè. Nó ăn cắp cái xe này của mình. Tung nó luôn. Trời ơi các bạn ơi, nó đã lấy trộm được cái xe này của mình rồi. Chết rồi. Tung nó luôn. Ui, tung ủi nó đi. Ôi, tung rất nhiều xe luôn. Trời ơi các bạn ơi, xe của nó ghê quá. Xe của nó mạnh quá các bạn ơi. Ôi, nó dám tung xe kìa. Bắn nó luôn. Tung nó nào. Thôi mình, để mình xuống mình đổi xe khác nha các bạn nha. Ghê quá, xuống xe đi. Xuống xe mình qua mình đổi xe. Xe này là xe phun lửa nè các bạn ơi. Thôi, mở ra, lên xe đi. Wow, xe bị khóa rồi các bạn ơi. Để mở khóa đã. Rồi, lên xe. Ôi, không được các bạn ơi, xe bị khóa mất tiêu rồi. Để mình lấy xe khác đi. Đây, có một cái xe ô tô nè. Mở khóa. Lên. Ôi, siêu nhân mà không mở khóa được, chết rồi. Thôi, chạy thôi các bạn ơi, chạy thôi. Chạy thôi, để mình đổi xe khác các bạn ơi. Mình đổi xe khác đi. Xe cứu hỏa nha. Mình lấy xe cứu hỏa thôi các bạn ơi. Ôi, xe đâu à, lấy xe trộn bê tông đi. Lấy xe trộn bê tông đi rồi các bạn ơi. Mình sẽ dùng xe trộn bê tông này đi. Wow, nó chạy, nó lấy mất cái xe ben của mình, nó chạy đi rồi kìa các bạn ơi. Nó chạy mất xe ben của mình rồi. Bây giờ mình sẽ đi. Nó bắn mình quá trời luôn các bạn ơi. Nó lấy xe tăng của mình, nó bắn mình kìa. Chết rồi các bạn ơi. Mình đổi qua xe trộn bê tông, nó lấy xe tăng nó bắn mình luôn kìa. Để là đó. Trời ơi, nó bắn ngã xe mình rồi. Ôi, hên quá, mình chạy được rồi các bạn ơi. Ghê quá. Tụi này ghê quá các bạn ơi. Thôi mình đổi xe khác thôi, chiếc xe này mình chống không lại tụi nó đâu. Nó bắn cháy mình rồi kìa, chạy thôi các bạn ơi. Để mình chạy ra đây, mình lấy xe tăng vào đây nha. Chạy thôi, ghê quá các bạn ơi. Bọn này thật là dữ dội, mình là siêu nhân mà mình còn không chống lại nữa là thì làm sao mà ai mà bắn lại nó. Đây, mình lấy xe tăng của mình ngoài đây nè các bạn ơi. Và nó có rất là nhiều luôn. Nó bắn mình, nó rớt luôn. Trời ơi, rớt với thằng cướp này luôn. Ôi, nó bắn ghê quá. Nó lấy xe tăng nó bắn mình. Chết rồi, chạy thôi. Chạy thôi các bạn ơi. Mở xe rồi, nó bắn mình kìa, ghê quá. Trời ơi, mình muốn cháy rồi các bạn ơi. Không sao, mình là siêu nhân, mình có thể không cháy. Chết rồi các bạn ơi. Nó bắn mình ghê quá, mình phải lấy xe tăng thôi. Phải leo lên được chiếc xe tăng này thôi. Núp vô, rồi mở, leo xe đi. Rồi, ok các bạn ơi. Rồi, mình vô được xe tăng rồi. Wow, đấy, xe tăng mình đã đổi màu xanh, bây giờ mình bắn nó luôn. Bắn luôn nè. Trời ơi, ăn cướp này rất là dữ dội luôn các bạn ơi. Trời ơi, mình bắn nó không sao luôn. Nó bắn nó không sao thì mình đuổi theo nó, mình tung nó luôn. Bắn nào.
Ui nó rất là khỏe luôn các bạn ơi. Xe tăng nó ghê quá. Còn có cả máy bay trên đầu nữa nè. Ơi thôi mình quay lại mình bắn máy bay đi. Ui máy bay nó này các bạn ơi. Ui thôi chạy thôi các bạn ơi. Còn này nguy hiểm quá, chạy thôi. Ui chạy thôi. Thôi nó dính mình, nó bắn mình ghê quá. Chạy thôi các bạn ơi. Phải chạy thôi. Máy bay nó trên đầu nè, bắn máy bay nó luôn. Wow, hụt rồi. Máy bay nó bay khó bắn quá. Mình coi còn chiếc xe nào không. Đây có một chiếc xe phía trước, bắn nó luôn, không cho nó chạy. Ô nó tung vô mình luôn. Rất là nhiều xe các bạn ơi. Xe tăng nó vẫn đuổi theo kìa. Bắn xe tăng nó luôn. Và đây nhiều xe cứu hỏa của nó, làm để mình ra mình phá hủy xe cứu hỏa của nó đi, để cho nó khỏi chữa cháy. Wow, nó đuổi kịp mình rồi. Xe tăng nó đuổi kịp mình rồi kìa. Bắn nó luôn. Hay bắn nó nào. Các bạn ơi, để mình đổi chiếc xe tăng khác nha. Xe tăng này mình sắp hết đạn rồi. Xe tăng mình sắp hết đạn rồi các bạn ơi, nguy hiểm quá. Ây, mình đổi thêm một chiếc xe tăng giống của nó đi. Rồi, xe tăng mình sắp hết đạn rồi. Ôi các bạn ơi. Ôi, nó bắn ghê quá. Ôi, đốt rất nhiều xe tăng luôn. Ôi, chạy thôi các bạn ơi. Trời ơi. Đi thôi. Wow. Chạy ra đây thôi. Chạy thôi các bạn ơi, coi chừng nó bắn mình đó. Nó bắn mình chống không lại nó đâu. Chạy thôi. Mình phải chạy thôi, tranh thủ bắn lại nó thôi các bạn ơi. Ôi nó đã xuất hiện thêm một chiếc xe tăng nữa kìa. Nó rất là nhiều xe tăng luôn. Chạy thôi, wow, nó là 4-5 chiếc luôn. Ôi, wow, nó lại lấy anh trộm một chiếc xe tăng một tiếng của mình kìa. Chạy thôi, nhiều quá các bạn ơi. Chạy thôi, xe tăng nó nhiều quá. Trời ơi, xe tăng nó, mình có một chiếc à. Kìa các bạn ơi, nó có 4-5 chiếc luôn kìa đó. Nó đang bắn nhau luôn kìa, đây nè. Trời ơi, xe tăng của nó có 4-5 chiếc luôn. Chạy thôi các bạn ơi, chạy thôi. Mình phải đổi thêm một chiếc xe tăng nữa, mình ra lấy nhiều chiếc xe tăng lên để mình xử nó các bạn ơi. Đó, nhưng mà mình một chiếc mình không đánh lại nó đâu. Ui ghê quá. Ôi nó dí, nó bắn mình kìa. Chết rồi các bạn ơi, chạy thôi. Wow, các bạn nhìn kìa, nó lên xe, nó ăn trộm xe tăng của mình kìa. Để thằng cướp nó lên, nó lấy trộm xe tăng của mình rồi kìa. Wow, đó các bạn thấy chưa, nó ăn trộm xe tăng của mình rồi. Lại thêm một chiếc nữa, nó bị ăn trộm rồi. Và nhiều xe tăng quá các bạn ơi. Hôm nay nhiều xe tăng quá. Wow, không biết có thằng nào lên ăn trộm xe tăng của mình nữa không. Mình đứng đây mình canh coi. Ôi nó ăn trộm xong nó bắn mình, hên là mình là siêu nhân đó các bạn ơi. Để mình nhảy lên. Mình là siêu nhân, nó không bắn được mình. Ăn trộm xe tăng của tao tiếp đi. Ôi ghê quá các bạn ơi. Đó nó bắn mình bốc cháy rồi các bạn ơi. Nó bắn mình bốc cháy mất tiêu rồi. Không biết nó còn ăn trộm xe tăng nào của mình nữa không. Mình đứng đây mình chờ coi. Vậy là nó có tổng cộng có 3 chiếc xe tăng. Nó lấy được của mình 3 chiếc xe tăng rồi. Mình chạy qua bên đây thôi các bạn ơi. Chạy qua bên đây thôi. Xe tăng của nó là xe tăng bất tử đó. Ghê quá. Ôi nó này đó, nó bắn mình nè. Đó ghê chưa các bạn ơi. Ghê quá. Chạy qua đây thôi. Chạy xuống đây thôi. Mấy cái xe này của nó cùi bắp quá. Nó bị bắn cháy hết trơn rồi. Để mình qua mình bắn xe cứu hỏa của nó nha. Ôi đó, nó có 3 chiếc xe tăng nó đuổi theo mình nè. Bắn chiếc cứu hỏa của nó luôn. Bắn luôn. Hôm nay nhất quyết mình phải tiêu diệt được thanh chùm ảnh cướp các bạn ơi. Đó 3 chiếc xe tăng nó đuổi theo mình kìa. Ghê quá các bạn ơi, chạy thôi. Rồi mình phải chạy nhanh thôi các bạn ơi. Ơi, nó cản đường mình, tùng nó luôn. Máy bay của nó đang trên bầu trời nè. Đó kìa, máy bay trực thăng của nó kìa. Bắn nó, bắn máy bay trực thăng luôn. Bắn luôn. Wow, không bắn được hả? Bắn luôn, rồi nổ một chiếc máy bay trực thăng rồi. Đây một chiếc nữa, bắn luôn. Ok các bạn ơi. Nhưng mà xe tăng của nó đang đuổi theo mình ghê quá. Bây giờ phải làm sao đây? Ôi trời ơi, ghê quá các bạn ơi. Chắc mình phải đổi máy bay thôi các bạn ơi. Chứ xe tăng mình chống không lại nó rồi. Mình đổi máy bay để mình trốn khỏi nơi đây thôi. Trời ơi, hôm nay nó bắn nó luôn à. Trời ơi, nó rất là nhiều xe tăng luôn. 3 chiếc xe tăng luôn. Bắn nó luôn. Trời ơi, nhiều xe tăng quá các bạn ơi. Lùi lại. Ghê quá. Chạy qua đây. Ủa, anh cướp rất là ghê các bạn ơi. Chạy thôi. Ui anh cướp này, máy bay nó nào, bắn máy bay nó luôn. Hụt rồi, chạy thôi các bạn ơi. Ui ra tới đây mình đổi xe tăng nha các bạn ơi. Đổi máy bay nha các bạn nha, chứ mình không chống lại nó đâu. Nó nhiều xe tăng quá, mình phải đổi máy bay để mình chạy trốn khỏi nó thôi các bạn ơi. Mình phải bay lên bầu trời, mình tìm một nơi hẻo lánh nào đó mình trú ẩn thôi, để mình luyện thêm võ công. Chứ bây giờ ở đây là nó đánh mình chết luôn. Ây máy bay đây rồi. Ôi máy bay nhiều quá, không biết lấy máy bay nào đây. Đây máy bay này đây. Wow máy bay chở khách. Đi thôi. Máy bay này sao chiến đấu lại nó. Ôi nó xem nó đi đâu hết rồi kìa bạn ơi. Nó thấy mình chạy nên nó bỏ nó đi luôn rồi. Ok các bạn ơi, để mình quay lại coi.
Ui ghê quá các bạn ơi, ui nó vẫn còn kìa, nó vẫn còn kìa. Rồi nó, rồi xe tăng của nó lấy vô kho của nó luôn rồi kìa các bạn ơi. Thôi mình bay lên nha, mình bay lên, bay lên. Rồi, ok nó cất cánh lên được rồi nè. Ui nó vẫn còn bắn mình kìa, ghê quá các bạn ơi. Ơi rồi, ui nó bắn mình kìa. Rồi, ghê quá. Rồi, bay thôi các bạn ơi. Rồi, bay lên trời nha các bạn nha. Để mình đi vòng một vòng coi. Wow, máy bay của nó phía sau kìa các bạn ơi, rất là nhiều máy bay luôn. Đấy, bay lên cao nha. Các bạn ơi, ghê quá. Rồi, quành qua đây đi. Đấy, quành qua đây một tí đi. Rồi, bây giờ chắc có lẽ mình phải tìm một cái sân bay nào mình hạ cánh thôi các bạn ơi. Đấy. Ui, không có sân bay nào hết. Rồi, để mình vòng xuống rồi. Rồi, cái dừng rơi xuống đất đó, quay lên lại coi. Bây giờ tung xuống núi rồi mình đây kìa, phía trước mình có một cái sân bay kìa các bạn ơi, để mình hạ cánh xuống sân bay đó nha. Rồi đây nè, các bạn thấy không, sân bay phía trước kìa. Rồi, ok để chúng ta hạ cánh xuống sân bay nha. Rồi, đây rồi sân bay, đây rồi các bạn ơi, sân bay đây rồi. Hôm nay thật là vất vả quá đi các bạn ơi. Đây sân bay đây rồi, hạ cánh xuống sân bay thôi. Rồi xong rồi, được rồi các bạn ơi, hạ cánh xuống sân bay được rồi nè. Đây, hạ cánh xuống sân bay thôi. Ây, 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 chừng tung vô xe. Ui, xém nữa là tung vô xe rồi. Hên quá, được rồi các bạn ơi. Rồi, dừng lại thôi, dừng lại thôi, dừng lại thôi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ok, chúng ta đã hạ cánh xuống thành công rồi. Bây giờ mình lùi lại các bạn ơi. Lùi lại thôi, để mình xem. Ui, máy bay của nó bay trên đầu kìa. À, thì ra là máy bay chiến đấu của nó. Phải chạy nữa thôi các bạn ơi, chạy nữa thôi. Ôi, hạ xuống nhầm xuống sân bay này rồi. Sân bay này là sân bay hồi nãy của nó mà. Ơi, mình phải bay vô đất liền thôi. Thôi, cất cánh lên đi. Lên nào. Ôi, ôi, lên rồi các bạn ơi. Thôi, mình đi vô đất liền nha các bạn nha. Chứ hôm nay mình thua nó của nó rồi. Thôi, mình bay lên cao rồi. Hy vọng là nó không đuổi theo. Hồi đó máy bay chiến đấu của nó kìa các bạn ơi, ghê quá. Thôi, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha. Chứ hôm nay mình không đủ sức tiêu diệt nó rồi. Nó rất là mạnh luôn các bạn ơi. Đây, rồi, ok, thôi mình bay thôi đi. Ở máy bay chiến đấu của nó bây giờ mình sẽ nhảy ra. Mình nhảy dù ra rồi mình bay đi nha các bạn nha. Ok, mình bay cao lên rồi mình nhảy dù ra nè. Rồi, đi nha, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha. Rồi, bye bye, siêu nhân của mình bay đi đây. Mình về mình luyện thêm võ công nữa, ngày mai mình mới tiêu diệt nó được nha, bye bye nha.